Rồi xin chào các bạn ha. Thì ở đây mình có một cây mai xù các bạn. Lúc trước mình cũng đã vô cái chậu đen này để nuôi nè. Thì bây giờ nó đang ra chi cành nè các bạn. Thì cũng đây cũng có một cái chi đang nuôi nữa nè các bạn. Thì cái chi này lúc trước các bạn mình cũng bắt cẳng nè, không có ghép một lượt với cái chi này luôn. Nhưng mà do cái bắt cẳng các bạn không có mà lấy cây cặm để buộc lại để cố định nó lại các bạn, thì cái chi này nó phát triển, chi dưới nó phát triển rất là mạnh luôn các bạn, và nó gãy mà mình ghép lại nè. Thì bây giờ đang ra như thế này. Thì bây giờ cái mình đã từ cái cây này nè các bạn, cái đoạn thân từ đây tới đây nó bị nó mà thẳng nè, nó đơ, nó trực hơi xiên chút xíu nè. Thì bây giờ mình đã uống để mình phá thế nó và mình móc về đây để nhằm tạo cho cây mai này nó không còn cái chụp nữa mà nó hơi lắc lư các bạn. Thì bây giờ cái đọt ở đây nè, cái đây là cái ngọn và cái phần đây mình nuôi đó. Thì đây cái đọt mình nuôi, thì hôm nay mình tình huống lại mình mới vừa tháo dây ra khoảng chừng một tuần lễ thôi các bạn đó. Một tuần lễ để cho cái tế bào nó phát triển lại và mình tiến hành uống lại để dẫn cái ngọn và cũng như là uống cái cành này. Giờ cành nó ra rất là dài các bạn ơi, nó đã nuôi đã đến đây là đã thành công rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình vô dây để mình uống cây này nha. Xin mời các bạn theo dõi nha. Đó, các bạn, thì mình sẽ sử dụng dây nhôm cái này nè các bạn. Nói các bạn, thì bây giờ mình tiếp tục mình uống để định hình cho cái thân này và cái ủa xin lỗi các bạn, thì mình uống tiếp tục mình định hình cho cái cây mai này. Các bạn thấy không, thì mình đã phá thế móc về đây nè. Thì bây giờ hồi mình sẽ quấn để mình tạo lên cái ngọn luôn các bạn ơi. Tiếp tục thì bây giờ mình sẽ dùng cái dây này để mình uống cái cành này, mục đích là sẽ uống tạo cái chi, và cái thứ hai nữa là giảm hạn chế sự phát triển của cái chi này để dọn đến cho những cái chi này để nó phát triển mạnh hơn nha các bạn. Lúc trước mình thả rong thả mà tự nhiên thì nó đầu nó đang phát triển mạnh này. Đó, thì bây giờ chiều dài cái phần này là khoảng tầm 1.5 nữa các bạn, để uống cho hết cái đoạn của cái mai này, hết cái đoạn thân này. Thì đang là mình trong cái giai đoạn vô dây các bạn. Rồi thì cái nhánh này nè các bạn, mình chia sẻ lại thì cái nhánh này nè, đây là cái dựng cái ngọn. Thì cái ngọn này nè các bạn, không thể uống theo cái chiều kim đồng hồ được các bạn, tại vì nếu mà uống theo chiều cái kim đồng hồ á, thì bắt buộc là cái ngành chúng ta phải uống về phía này, thì nó sẽ trả về cái điểm này, thì nó làm cho cái mai chúng ta xấu nữa. Thì như thế thì mình sẽ uống ngược lại kim đồng hồ, mình quắn một cái dòng này, thì khi mà quấn cái chiều kim ngược đồng hồ thì tức là cái ngọn các bạn nó sẽ chạy về phía này và nó sẽ móc về phía này, thì làm cho cây mai nó đi xa cái phần cái phía cái điểm này hơn, thì làm cho cây mai chúng ta đẹp hơn nha. Nếu mà chúng ta trở về đây thì nó lượng lắc nó không có được nhiều, nó không có đẹp cây mai nó. Thì đó là lý do mình sẽ uống một chiều kim đồng hồ. Bây giờ mình sẽ quấn cái phần thân này.
hết thì hết luôn rồi này. Có rất nhiều nách đá nữa, nên việc thao tác uống cũng rất là gặp rất khó. Chúng ta phải đi cái phần dây vô cái phần điểm của cái từ cái nít lá, tránh cái tình trạng nó nằm ở trên cái phần nít lá, nó làm gây ảnh hưởng tới cây nha các bạn. Và cái đây là trong cái giai đoạn nó đang mang cái nhiều rất là nhiều cái nụ, nếu mình đã uống không cẩn thận thì cây mai chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Đó, chúng ta sẽ uống đi về tới phần điểm. Rồi em nướng xong cái phần rồi xong rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi cái phần dây cho cái phần ngọn nha. Rồi như nãy mình đã nói vậy đó, thì đi cái phần dây cho cái phần ngọn, thì tiếp tục là mình sẽ đi ngược cái chiều kim đồng hồ. Phần này hồi mình sẽ về mình tạo mình uống xuống, giật xuống để làm cái phần cành luôn các bạn ơi. Còn cái phần ngọn thì nó nhỏ như này thì nó sẽ phát triển mạnh ra thôi, tại vì thường thường thì cây mai nó sẽ dồn cái dinh dưỡng lên cái phần ngọn là nhiều nhất. Rồi thì đã vô dây xong rồi đó các bạn, thì bây giờ sẽ uống thôi. Giờ mình sẽ tiến hành uống cái cành này trước nha. Lúc trước mình thả cái cành này nè, nó tự do nè, nên bây giờ nó phát triển rất là mạnh.
đó, mình uống cho nó đi xuống dần và nó cái không có lặp lại cái đoạn của nó thì nó đẹp hơn các bạn đó. Giống như một cái cành nó đi xuống từ từ xuống như này, mặc dù nó vẫn lắc lượn nhưng mà nó vẫn cái có cái chiều sâu của nó. Thì như thế thì cái cành chúng ta nó sẽ đẹp hơn. Rồi giờ mình sẽ phụ dựng cái phần ngọn nha. Thì cái phần ngọn mình uống theo chiều kiềng ngựa kim đồng hồ thì mình sẽ đi theo cái đường ngựa kim đồng hồ lại nè. Đó. Mình dẫn dặn vô vô. Mục đích là chúng ta sẽ lấy cái đoạn này là về phía này nè các bạn, và chúng ta móc một cái vòng để cho nó lùn xuống. Đây là nữa cái sẽ lớn lên nó làm mọi thành một cái thân luôn nha, cái thân cây. Đó các bạn, thì nó đã đi theo cái hướng của mình là chỉnh rồi đó. Rồi thì chúng ta tiếp tục thì cái phía bên này nó có cái cành nè các bạn, nên mình sẽ móc về phía này để không có trùng lập này, để cũng như là nữa lấy một cái điểm ở đây để xòe ra một cái cành tiếp tục để làm phủ kính cái cành thôi các bạn, để phủ kính thêm nguyên một cái cây mai chúng ta. Thì đây mình chỉ uống cái loại nhẹ thôi để nuôi tiếp tục. Thì hai cái cành này mình, đây là một cái cành đó nè các bạn, thì mình tiếp tục mình để như thế này để nuôi nó, không có uống các bạn, để cho nó mau lớn. Đó, thì cái phần ngọn cũng sắp hoàn chỉnh đó các bạn ơi. Đó. Mình uống hạ cho nó thấp cái trọng tâm nó xuống một chút nữa là được. Cuốn này nó hơi khó cái là các bạn biết sao không, nó đang những cái chồi nách nó thôi nè, rất là nhiều luôn, mình phải cẩn thận mình để cái ngón tay vô không có làm đụng tới cái này. Đây là những cái điểm mà nó cái phần cái mà cái bông của nó các bạn sắp đang hình thành này, nếu mà chúng ta đụng vô thì nó sẽ làm có thể là ảnh hưởng tới cái bông. Rồi chúng ta nhìn lại chỉnh lại nó xong rồi các bạn, cũng đã giống như cái
thì mình cái ý tưởng của mình lúc uống này. Cho nó hơi xả cái trọng tâm xuống. Rồi thì cái này là cái phần ngọn nè, đang nuôi nó nữa sẽ uống tiếp tục lắc đi về cái thế này nè các bạn. Xa cái phần gốc ra thì cây mai chúng ta nó sẽ đẹp nữa các bạn thấy không? Thì nếu chúng ta uống thêm một viên đồng hồ thì nó sẽ đi về hướng này thì nó sẽ xấu cây mai chúng ta. Rồi các bạn ơi, thì cái phần ngọn mình sẽ không uống nữa mà mình cứ để như thế, để mình nuôi thôi. Đó, đây là cái phần lắc của cái thằng nó nổi nó lớn thì chúng ta nhìn lắc nó rất là đẹp. Để mình xem xét lại coi thử đây coi nó có cân đối chưa. Cái cân đối thì mình chỉ chỉnh lại. Rồi đó các bạn, thì cái phần này nó sẽ đi về đây, nó làm một cái cành lọt lên. Còn nữa cái phần này mình sẽ lớn lên, mình sẽ uống tiếp tục một ra một cái ngọn cái tược bên đây nữa là nó sẽ kín cái bàn này các bạn. Rồi video đến đây là kết thúc rồi các bạn. Xin mời các bạn xem lại để uống một cái cành rồi một cái ngọn lên nè. Đó, còn những phần còn lại thì cứ để tự nhiên để cho nó lớn. Đang nuôi ha các bạn. Đây là gốc mai xù. Thì ở sau thì cái uống này thì mình sẽ tiến hành mình thay chậu luôn. Chơi một cái chậu mang lùng như thế này để đôn cái gốc lên thì cây mai này nó sẽ đẹp thôi các bạn. Và tăng cái giá trị của nó thôi. Rồi xin chào các bạn nha. Nhớ đăng ký để ủng hộ cho kênh và cũng như là nhận những video mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.